Kamala Harris vốn từ lâu đã được coi như người dẫn đầu trong danh sách những ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ để ra tranh cử cùng Joe Biden. Đây là khoảnh khắc mang đến hậu quả thực sự cho đất nước. Vị thượng nghị sĩ bang California này hội tụ đầy đủ những phẩm chất được đánh giá cao. Ứng viên Biden cũng bị đặt dưới áp lực từ chính các thành viên trong đảng của mình trong việc lựa chọn một người Mỹ gốc Phi tại thời điểm mà cả nước đang tập trung vào những vấn đề bất công sắc tộc. Tôi nghĩ rằng đó là một lựa chọn tuyệt vời của Biden. Hãy nhìn xem, giờ chỉ còn chờ ông ấy triển khai một chiến dịch tranh cử an toàn và thông minh. Kamala Harris là một cá nhân có chỗ đứng. Bà ấy được tin tưởng. Bà ấy là một người đã trải qua sàng lọc ở cấp độ quốc gia. Và đây là một lựa chọn thông minh của Biden. Việc lựa chọn Harris, con gái của hai người nhập cư đến từ Jamaica và Ấn Độ, có thể tiếp thêm năng lượng cho khối cử tri quan trọng của Đảng Dân Chủ. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi bà ấy được chọn. Và rõ ràng, với tư cách là một phụ nữ da đen, thật sự tuyệt vời khi trong đời được thấy ai đó giống mình xuất hiện trên vũ đài quốc gia. Tôi thực sự cảm thấy rất phấn khích. Bà Harris từng có kinh nghiệm làm việc với tư cách công tố viên hàng đầu của California, và tại Thượng viện, bà được biết đến với những câu hỏi hóc búa dành cho những ứng viên nắm các vị trí công quyền của Tổng thống Trump, bao gồm cả ứng viên cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện, Brett Kavanaugh, trong phiên điều trần chuyển thuận năm 2018. Là một diễn giả năng động, người từng tranh với ông Biden vị trí ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ này, được kỳ vọng sẽ là một đối thủ cứng cựa của Phó Tổng thống Mike Pence của Đảng Cộng Hòa trên sàn tranh luận. Tổng thống Trump từng chỉ trích phần chất vấn của bà Harris về ông Kavanaugh là không tử tế và thiếu tôn trọng. Ông cũng gọi bà Harris là kẻ ti tiện. Sau những chỉ trích từ chính đội của ông Biden về việc bà Harris chĩa mũi dùi vào quá khứ của ông Biden trong một buổi tranh luận, tại đây, bà cáo buộc ông Biden từng phản đối chương trình xe buýt học đường, vốn được đưa ra nhằm tăng cường sự hòa hợp sắc tộc trong những năm 1970. Đây là một cáo buộc mà ông Biden cho là hiểu sai. Và ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump mới đây tung ra một đoạn video quảng cáo gọi bà Harris là một kẻ thiên tà cực đoan. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump sẽ không ngồi nhìn. Họ có tiền, họ có vũ khí và họ có đầy đủ đạn dược để bắn hạ lựa chọn này của phe dân chủ. Hiện chưa rõ liệu việc gắn mác cực đoan cho bà Harris có thu hút được cử tri hay không. Một số ý kiến tin rằng những đòn tấn công này có thể là con dao hai lưỡi nếu bị coi là quá kỳ thị giới tính. Tôi nghĩ rằng phe Cộng Hòa cần phải thực sự cẩn trọng bởi họ có thể sẽ khiến khối cử tri nữ da trắng sống trong khu vực ngoại ô quay lưng. Đây là nhóm cử tri rất quan trọng cho chiến thắng của họ. Việc lựa chọn bà Harris, một người khá trung dung trong một chính đảng có xu hướng thiên tả, có thể giúp ông Biden thu hút phiếu của những cử tri độc lập vốn ủng hộ việc làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, bà cũng có thể khiến những nhân tố cấp tiến nhất trong đảng, những người đòi hỏi sự can thiệp cực đoan của chính phủ và nền kinh tế, cảm thấy thất vọng. Bà Harris được coi là một lựa chọn an toàn cho chiến dịch tranh cử, vốn đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận. Thách thức một vị tổng thống mà vai trò lãnh đạo đang chịu nhiều thử thách gây ra bởi đại dịch và khủng hoảng kinh tế.